Đấy, em su kem là hôm nay ở nhà mình cả ngày hôm nay đấy. Mẹ phải trông em giúp cô. Thử thách Super V muốn mang đến đó là hai anh em hãy chuẩn bị bữa cơm tối giúp mẹ Emily nhé. Giờ mẹ phải đi tắm cho em đây. Hai bạn tự ra mở tủ lạnh xem có món gì nấu được, nấu hộ mẹ đi. Hôm nay là thử thách tự nấu cơm cho mẹ. Nghe mẹ có làm món trứng được không mẹ? Đấy. Ơi, làm trứng được không mẹ? Được. Mẹ ăn chảo đâu mẹ? Món gì mà dễ làm ấy? Mà con không biết cách nấu. Không sao cả, chảy thì con làm ra bát khác. Thế thôi, không sao hết. Bây giờ mẹ đi vào mẹ tắm cho em nhá, nghe chưa? Con làm như thế nào không sao hết nhá, kệ nó nhá. Thôi nhá, mẹ vào tắm cho em thôi. Nghe chưa, nó mẹ lau hộ con một lần này thôi. Không, không, con lau đi. Lau đi, tự lau được. Đi, đi tắm đi. Anh Nguyên Đạo cẩn thận nha anh. Bắt bóng vào tắm con, đi. Đại nữa mẹ, có lúc nào cũng thất bại, con biết làm đâu. Không sao cả. À gì đấy, đi tắm mà, đi tắm à. Đâu đi tắm mà, đi tắm. Đây này, đây mà, ô, à, đây mà. Ôi quên mất à, đây mà. Bóng nè. Nè, bóng nè. Au, sao thế? Mẹ ôm mẹ. Bếp giờ thành cái bãi rác rồi. Nhưng con đập kiểu gì? Con làm gì biết đập? Thì con đập nhẹ thôi, không sao cả. Ra ngoài không sao cả, con đập khẽ vào đây là con rất mở nhẹ đây rồi. Ừ, đây con làm thử mẹ xem. Mẹ hướng dẫn. Đập nhẹ thôi. Ô kìa, ai gọi kìa. Úi, à mi sao em khóc quá. Nên đây. Thế nào em khóc quá. Đây. Em bé lúc nào cũng thế à. Nó chảy mãi mẹ. Mẹ lúc nào nó cũng chảy. Con đập lại đi, bây con đập lại cho mẹ một lần nữa. Chảy bao giờ nó thành công đấy. Đập lại đi, con bình tĩnh thôi. Ngoài cái chuyện là mình vất vả ra thì mình cũng hơi thương em bé một tí. Chắc là cũng có cái sự nhớ mẹ, rồi là muốn được gặp ba mẹ rồi, muốn được về nhà của bé rồi. Thế nên là khi mà bé khóc thì mình cũng thấy rất là thương. Mà đặc biệt là đáng nhẽ là đã dỗ được là hơi xuôi xuôi rồi. Thế lúc đấy mình lại cứ thôi thương nha, yêu nha, xin lỗi nha, là tự dưng hòa lên một lần nữa. Ôi trời ơi. đi ra đây làm. Hết sức bình tĩnh, đi ra đây. Thế mà cũng khóc. Thử thì con thử ra đây. Thế thôi, làm sao con gì đâu khó. Đúng chưa? Tại sao lại lúc nào cũng chưa gì đã con đã lúc nào cũng thất bại là như nào? Con làm một lần là được luôn. Mẹ chỉ cần ngoái lên thôi. Con tự ngoái đi, con tự làm đi để mẹ cho em đi tắm nhá. Chưa? Đi vào chơi nước đi. Con hỏi mẹ là bao giờ giàu mới được. Không mà từ nãy giờ không được. Con hỏi mẹ. Mi ơi, con đi lấy xem mẹ cái bánh. Đi giao giàu mãi nó không được. Một cái bánh xem mình tính lại. Mẹ. Mi nhanh lên lấy xem một cái. À kìa chị Mi ơi, chị Mi em đây. Chị Mi. Con hỏi mẹ. Để mẹ có đổ dầu vào nhá mẹ. Mẹ có đổ dầu vào nhá mẹ. Thanh gì không em? Con mẹ đủ dầu mà nhá, mẹ đủ dầu mà. Cho. Dạ, yêu. Con hỏi mẹ. Ơi. Mẹ, con đổ trứng vào nhá, nhưng dầu okay, cũng okay, được okay. Rồi. Ok. Nhưng dầu cũng được rồi. À đây. Mẹ, nhưng dầu cũng được rồi. Cho vào. À, ôi, chung, bị nào. À, đây. Em mở mà sao em mới khóc được hả mẹ? Em đang nhớ mẹ, đi ra ngoài.
thì người ta không thích tắm, cứ bắt người ta tắm nhở, vô duyên ghê có chứ lại. Ủa nhiều dầu thế. Bật lên đây này, đã lên số đâu, con chạm vào đây. Rồi ấn số 9. Ui xem anh Nguyên nấu này. Được chưa mẹ? Đây. Đổ nhá mẹ. Được, dầu sôi đã mà. Mà đũa xong một chiếc. Đũa một chiếc thì làm kiểu gì? Nấu cơm đi. Con này đúng một chiếc á. Mẹ con đổ vào nhá. Con để nước chưa? Con để nước đến gần số 2. Để nước đến số 2. Con để nước đến số 2. Dầu vẫn chưa sôi mẹ. Nó lên khói rồi. Lên khói được chưa mẹ? Khói là khô sôi lắm rồi đấy. Số 2. Có làm gì đâu. Tôi đổ trứng vào nhá mẹ. À áo mà. Hay là em không thích mặc áo này? Chị Bi pha trò em đi, tí đi em đỡ cấy đi. Nhảy. Hay quá. Đây đây. Nhảy tiếp đi, nhảy tiếp đi. Dạ, hay quá. Em ăn lấy hai cái kia luôn. Cái lần của con lật đi rách cho mẹ. Anh lấy hai. Không sao rách được, lật đi, làm bằng mọi cách lật đi. Lấy cái đôi đũa ra, hai chiếc đũa lại để lật. Hai chiếc đũa để lật. Khác được rồi. Hai chiếc đũa để lật con. Nhìn mà thèm ăn quá mẹ ơi. Không, không cho gia vị thì ăn kiểu gì? Con mẹ. Cho gia vị không ăn kiểu gì, nhạt hết. Thế mẹ như này được chưa mẹ? Ừ, được. Pha trò cho em ăn nha. Ngon không? Có sữa hấp không đấy? To quá. To quá. Mẹ ơi mẹ ăn không? Em không cần, mẹ ăn cơm bento này. Cơm bento của Tông Bỉ của Min rất ngon. Hôm nay cơm của bà Nguyên và Min nấu thì rất là ok, không nát cũng không khô quá. Mà trứng thì cũng ngon, nhạt nhưng mà không có một cái vị gì cả. Nhưng mẹ Ly lại ăn nhạt thế nên là lại hợp. Ô ai gõ cửa Min ơi? Hello con. À chào, trời ơi. Chúc kem. Lúc nãy vừa khóc một trận tơi bời hoa lá. Trời ơi. Hôm nay ở nhà có quấy cô không? Hôm nay cô ở nhà có vất vả không ạ? Không, chỉ có lúc buổi chiều thôi, thế là bảo đi tắm. Em ở dưới quê mới lên. Em có chút quà biếu chị, cảm ơn chị ạ. Tất hả? Chị cảm ơn. Hôm nay mấy mẹ con có đi đâu không ạ? Hôm nay phải đưa bé Mi đi chích ngừa, thế là xong rồi cho bé theo. Rồi ai cũng kêu là bé này ngoan quá. À thế hả? Trộm vía quá. Hôm nay con ở nhà con có quấy cô không? Mẹ con cho em luôn cái bắp ít nhá. Ừ đúng rồi, tặng em đi, tặng em về đấy đi. Thế bây bây giờ con chào chị và cô nè. Rồi đi xong chơi với cô nhá. Con cảm ơn cô chưa? Xúc em cảm ơn cô chưa? Con đây là ạ nào, ạ cô nè. À muốn mở. Rồi được chưa? Rồi con khoanh tay là con ạ cô đi. À rồi bye cô Ly nào, bye bye cô. Cảm ơn cô nhá. Thơm cô miếng, thơm cô miếng nè. Thơm. Wow. Rồi con ạ chị Nhi nè, con ạ chị Nhi nè. À thơm gió hả? Thơm gió hả? Con Mi gió chị hả? Bye bye chị Mi nha. Bữa sau kem xong chơi với chị nữa nha. Một đống đồ ăn luôn nè, tèo 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 tèo. Cô tặng đấy, cô tặng. Cất vào trong đấy. Cô ăn đi này. Con nặn nốt chỗ cơm cho mẹ ăn đi, mẹ thích ăn cơm rong biển như thế đấy. Bây giờ mà mẹ của em bé thật Mi sợ không? Có. Có à? Sợ baby bớt khóc nè. Xong mẹ suốt ngày yêu em bé, mẹ không yêu con. Xong bố cũng suốt ngày yêu em bé, không yêu con. Thế sao lại là em bé hơn thì được yêu hơn nhỉ? Ai cũng yêu bằng nhau mà. Xong rồi cuối cùng là con. Ví dụ như con chỉ lỡ lần đau em bé có một tí thôi mà bố mẹ cũng mang con đây là con sợ. Thật ra con bảo mẹ là con chỉ thích em bé của con thôi chứ không thích em bé người khác. Em ruột thì thích. Nhưng mà em khác thì không thích.
không? Bây giờ con lại bảo là con không thích của em bé. Thế là như nào, Hiếu Vương bây giờ thích hay không thích? Không biết. Thích hay là không thích? Bây giờ nếu mà mẹ của em thì con thích hay là không thích? Vừa thích vừa không. Thế mình thấy chăm em bé có vất vả không? Có mệt không? Có, nên vì thế con mới không thích nuôi em bé. Nhưng mà có thêm em bé thì vui mà. Mình có thêm một em để mình yêu. Nhưng mà phải là em bé gái cô, chứ em bé trai là con lại càng ghét. Em bé trai xong rồi khi nào lớn lên anh Nguyên đã hai cháu rồi, xong lại còn thêm em bé trai nữa là hai người bên nhau. Thế là sao? Thế là tiêu 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 tèo tèo. Thế là trong nhà này lại có nhiều con trai hơn. Mẹ con bây giờ đang thích bằng nhau đúng không? Con thích nhà này có 6 người. 6 người, 6 người, 6 người. Thế cái này thật sự là phải bảo bố Bích, chứ còn mẹ Linh không quyết định được. Rồi. Thế bây giờ đang có mấy người? Đang có 4. Thế làm thế nào để thành 6? Thêm 2 người nữa. 2 người là ai? Là hai em bé nữa. Úi dồi. Thế là mẹ phải để 4 em bé à? Ừ. Một em bé mẹ đã vất vả như lúc nãy rồi, con thấy không? Một em bé con đã chả có thời gian để nấu cơm cho con. Bây giờ mà hai em bé thì làm sao? Thì là con với cả anh Nguyên Trông. Con và anh Nguyên Trông đúng không? Để mẹ nấu cơm cái gì? Ừ. Thì cũng được không? Thế ai đi làm? Mẹ đi làm. Mẹ đi làm. Xong rồi gửi em bé đến lớp để con trông cho. Được nhỉ? Thế cũng được, thấy vui đấy. Nhỉ? Thế bây giờ thôi, để mẹ khi nào bố đi làm về mẹ hỏi ý kiến bố nhá. Thế bố đồng ý thêm hai em bé nữa không nhá? Nhưng mà làm sao để thêm hai em bé? Thế rồi bố phải đồng ý thì mới có thêm hai em bé được chứ. Bố không đồng ý thì làm sao mà được. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.